Bạn có biết, doanh nghiệp bạn đang phải đối mặt với 3 rủi ro lớn nếu không rà soát sổ sách kế toán đúng cách. Rủi ro thứ nhất, không phát hiện ra sai sót, dẫn đến thiệt hại về tài chính cho doanh nghiệp. Rủi ro thứ hai, không đầy đủ chứng từ pháp lý, gây khó khăn khi quyết toán với cơ quan thuế. Rủi ro thứ ba, doanh nghiệp phải nộp thuế cao và có thể bị phạt do vi phạm hành chính. Chúng tôi hiểu những rủi ro này của doanh nghiệp, vì vậy Viện Kế Toán đang có chương trình kiểm tra, rà soát sổ sách miễn phí 100% cho các doanh nghiệp tại khu vực Bình Dương, Hồ Chí Minh và Hà Nội, bao gồm kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ kế toán, đánh giá chi tiết kết quả kiểm tra. Cuối cùng, dựa trên kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ tư vấn cho doanh nghiệp bạn về những rủi ro tiềm ẩn và đề xuất phương án xử lý cụ thể, giúp doanh nghiệp có được bộ sổ sách kế toán phù hợp nhất để tối ưu chi phí thuế, vẫn đảm bảo pháp luật và gia tăng lợi nhuận. Hãy liên hệ ngay với Viện Kế Toán qua hotline 1900 63 6419 hoặc 0916 63 6419 để được hỗ trợ. Chỉ một cuộc gọi để có bản kế hoạch tối ưu kế toán mãi mãi.